Ok, trong video ngày hôm nay thì Trần Chiến sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình trên BOC Logo Cement với cái hàm Relay Chốt. Bây giờ mình sẽ mở cái nguồn lên. Nguồn 2.2 ha. Mình sẽ mở cái nguồn lên. Ok, mình đợi nó load. Bây giờ hiện tại là nó đang có một cái chương trình đang chạy nè. Mình sẽ thoát ra. Thoát ra chọn stop. Z. Chọn Z nha. Ok, và mình sẽ chọn RAM. Mình chọn là đi RAM luôn, mình xóa chương trình này. Xóa chương trình này, đợi một lát thì nó đã xóa xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là lập trình cái hàm relay chốt này. Thì chúng ta sẽ chọn là edit. Edit RAM. Chúng ta sẽ cho cái ngõ ra Q1 hoặc là Q2. Ở đây mình chọn là Q2 nè. Ok. Và chúng ta sẽ tìm đến cái hàm là SF. Ok. Và mình sẽ tìm đến cái hàm relay chốt nha. Đây. Đây cái hàm RS là relay chốt ha. Thì S là set và R là reset. Thì cái hàm này có nghĩa là khi cái chữ S này ở ở cái cổng chữ S này ở mức 1. Ở mức 1 thì tín hiệu có ra Q2 này sẽ on. Và nếu ở chữ tín hiệu ở chữ R này ở mức 1 thì cái Q2 này nó sẽ up. Và các bạn lưu ý là cái hàm reset set, tức là relay chốt này á, thì nó sẽ ưu tiên cái reset nha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn là ok nè, đúng hàm này rồi. Cái phần S là set nè, mình sẽ chọn ok. Và mình chọn tiếp luôn, đó là CO nha. CO. Ở đây sẽ mình sẽ chọn là Y1. Tức là mình sẽ cho nó vào là cổng Y1. Ok. Cái hàm reset. Cái hàm reset thì mình sẽ chọn nó là Y2. Ok. Ok, mình chọn là Y2. Ok. Ở đây thì mình sẽ ok luôn. Ok luôn. Và mình sẽ thoát ra. Thoát ra, sau khi thoát ra thì các bạn sẽ chọn là Start ha. Cho chạy chương trình. Ok, thì bây giờ chương trình mình nó đang chạy nha. Chương trình hàm relay chốt này đang chạy. Thì cái relay chốt này nó sẽ được kết nối với dưới đây luôn. Dưới đây mình kết nối và cho ra cái tín hiệu ra ở bên phía bên này. Đây, đây là cái ngõ vào này. Mình Y1, Y2 nè. Và cái ngõ ra sẽ là Q2. Q1 là đèn vàng, Q2 là đèn đỏ. À, các bạn thấy ha. Đây. Đây, đây là cái BOC nó đang chạy luôn. Thì bây giờ mình sẽ on, mình sẽ nhấn cái này. Ok, các bạn thấy là nó sẽ giữ nha, nó tự giữ luôn. Cái đèn đỏ sẽ sáng nè, Q2 sáng nè. Cái relay kính thứ hai này nó sẽ sáng nè. À, nó đóng đóng cho cái ngõ ra Q2 là cái đèn ha. Mình cho cái tải đây là cái đèn nha. Thì nó sáng nha. Đấy. Và các bạn thấy là ở bên này thì cái đèn này nó sẽ là tự giữ luôn. Khi nào mà chúng ta có cái tín hiệu về cái Y2 nó ở mức 1, tức là reset thì nó mới tắt cái đèn. Bây giờ mình sẽ nhấn nè, sẽ nhấn Y2 nè. Ok, các bạn thấy là nó sẽ tắt đèn, đồng thời nó sẽ tắt luôn cái relay kính bên này. Nè. Đấy, chương trình vẫn đang chạy đây, vẫn đang chạy nè. Ok nè, đấy, chương trình vẫn đang chạy luôn. Nè. Bây giờ mình sẽ nhấn lại nha, nhấn lại.
Đây. Đây các bạn thấy là rất là đơn giản thôi. Và chúng ta không không cần phải lập trình nó phức tạp. Mà có cái hàm ready chốt này chúng ta chỉ cần là on up cái tải đơn giản, nhanh chóng. À. Và nó reset thì nó sẽ tắt. À. Và trong trường hợp nếu mà chúng ta đồng thời nhấn hai nút này thì nó sẽ ưu tiên là cái reset nha. Ưu tiên cái chân reset. Đó. Cái này thì mình kết nối nha. Kết nối cái hai cái nút này là hai cái nút thường mở hết nha. Thường mở để mình kích cái I1, I2. Thì được kết nối ở dưới phía dưới này. Kết nối vào cái đầu vào là I1, I2 của cái logo. Của cái logo phía trên nè. Đây các bạn thấy là I1, I2, I3, I4, I5, I6 được đó. Đó. Thì cái hàm này chúng ta có thể kết hợp với các cái hàm khác nữa trong cái BUC logo Simon. Và trong cái thời gian tới thì mình nghĩ là mình sẽ làm thêm một số cái video về các cái hàm cơ bản của cái con logo này cho mấy anh em đang học tập và đang nghiên cứu thì sẽ dễ dàng hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu. Bên phía này thì là các cái công tắc nha, các công tắc xoay. Thì những công tắc xoay này thì mình không có kết nối, chưa kết nối nha. Mình sẽ kết nối và làm trong những cái video lần tới. Làm cho những video lần tới. Bây giờ mình thử lại cho các bạn xem nè. Đó. Đây, rộng ra luôn. Đây, các bạn thấy là đơn giản. Cực kỳ đơn giản cho cái hàm relay chốt này. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn lập trình cái hàm relay chốt nhanh chóng trên cái BUC logo Simon. Và mình hẹn gặp lại các bạn trong một cái video lần tới với nhiều cái hàm khác nữa ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.